Đây là bến đò đi Miếu Nở Gò Vấp. Miếu Nở Gò Vấp ở phía đằng kia kìa, ngay giữa sông phải không? Tiền vé đi là 15k, lượt đi lượt về. Mà bây giờ đang chờ, nước sông ngày hôm nay rất là cạn. Có máy bay nữa nè. Của Vietjet Air. Đang chờ thuyền. Đây là cái bến nè. Không, cái bến đó. Đang đợi thuyền nó chạy lại, nó cập bến. Ngày hôm nay chủ nhật nên là cũng hơi đông. Đi ngày thường nó sẽ vắng hơn. Ở trên đông quá trời. Có một chiếc chạy. Mấy chàng, mấy con chim sẻ này. Mấy con bà nè, mùi giải phóng xanh đủ. Dễ thương. Đây thuyền cập bến này nè. Lượt đi lượt về là 15.000. Đoàn người ta lên hết thì mình sẽ xuống và sau đó mình sẽ di chuyển ra ngoài Miếu Nổi. Chắc khoảng 5 phút nữa mới xuống được. Người ta đang xuống và thuyền chuẩn bị chạy. Ghe chuẩn bị chạy nhé. Đây là sông. Cuối cùng thì cũng đã lên Miếu Nở Gò Vấp rồi. Ở phía bên đó là cái bờ bến nãy lúc nãy mà đi. Đây Miếu Nở Gò Vấp. Đó, mấy con rồng này. Rất đẹp luôn. Khắc nổi lên luôn. Hôm nay chủ nhật khá là nhiều người đi. Còn rất là nhiều người. Ai cũng chụp hình livestream các kiểu con đại điểu. Mà thật sự ra trời rất là nóng. Cái gì mà hôm nay âm mưu quá thì sẽ đỡ hơn. Cái bình hồng này không ai đi hết rồi. Mình sẽ đi chích điện. Có máy bay rồi. Đứng ở đây là thấy máy bay hoài luôn á. Có mấy người bán vé số nữa, rất là nhiều người bán vé số. Đi vào ở phía bên trong coi. Đây có ông thần hộ pháp hay gì. Điều kiện mấy cái chén đó, cái lạ. Đây là điện thoại thần tài.
Cái này bán mấy cái đồ lưu niệm nè. Cái tượng gì mà 400 nghìn. Cái tượng nhỏ xíu à. Chưa tới 20cm nữa, khoảng 10, 13, 15cm gì á. Mà 400 nghìn. Tượng đẹp thì có đẹp á, mà giá quá cao. Một bộ 5 vị 300 nghìn. Thiệt sự ra mua ở ngoài có mấy chục nghìn. Có điện thờ tôn ngộ không nữa nè. Có mấy người mấy chiêu phóng xanh thích kiểu có đại biểu có cái xó này kia bán vòng hoa mấy người đang ngồi nữa. Bán đồ chơi, bán quẹt, móc khóa này kia, rất nhiều này, lô tô nữa. Ngũ hổ sơn quân, đây là điện thoại hổ. Trong đây là chỗ bán chiên cá phóng sinh. Trong đây có cà bói nữa nè. Còn cho phú quốc chùa cá lương á chiên phóng xanh
Hôm nay có nhiều người coi bói dọc theo ở đây lắm rồi. Có người đang selfie với cây sala. Ở đây có cây mít nè. Cây mít có trái ở dưới luôn. Trái mít lòng thòng. Cây mít nè. Mấy người kia một cái hộp phóng sinh nè. Thì theo cả cây. Thiệt mùa cá phóng sinh ở đây do là nước ô nhiễm, thả cá xuống nó sống cũng không nổi nữa, nước đen thui à, đen như là chè đậu đen vậy. Thả cá xuống sao mà nó sống nổi. Đương nhiên là mình có lòng tốt á, là mình phóng sinh mình thả cá, nhưng mà cái việc mà bạn thả xuống sông rồi có người khác bắt nó lên lại cũng vậy, rồi rốt cuộc là chỉ có họ được tiền. Con cá thì như vòng đời nó cũng ngắn ngủi, bạn thì cũng chẳng có phước gì. Nên mình nghĩ thả chim nào. Chim bay. Rồi hết rồi đó, hết miếu nổi gà bắp rồi. Chắc đợi đò đi về thôi.